Bắt đầu từ tháng 10 này thì bệnh viện chấn thương chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai khoa vệ tinh tại bệnh viện Đa khoa Sài Gòn. Đây là bệnh viện thứ 5 tại thành phố được triển khai khoa vệ tinh để giảm quá tải. Trước mắt, trong tháng 10, bác sĩ của bệnh viện chấn thương chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh sẽ đến khám và trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân có nhu cầu tại hai phòng khám chấn thương chỉnh hình và phòng khám cuộc sống tại bệnh viện Đa khoa Sài Gòn. Tiếp theo sau hoạt động của phòng khám vệ tinh này, khi dự án sửa chữa cải tạo bệnh viện Đa khoa Sài Gòn hoàn tất, bệnh viện chấn thương chỉnh hình sẽ triển khai hoạt động khoa vệ tinh với quy mô 100 giường tổng quát, 50 giường điều trị bệnh lý cột sống. Song song với đó, bệnh viện Đa khoa Sài Gòn vẫn duy trì hoạt động khám chữa bệnh tổng quát, phẫu thuật tiêu hóa, gan mật như hiện nay. Việc triển khai thêm một khoa vệ tinh này nhằm giúp giảm tải cho bệnh viện chấn thương chỉnh hình vốn đã quá tải trong nhiều năm qua.